Sương Điệp, Pì Nòng đang lĩnh hỏi chương trình tiếng tài nùng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Pì Nòng Sương Điệp sẽ hết bẹm bại mòn tạt óc mưa hết kinh, nọc việc huy động nguồn lực chuyển giao khoa học kỹ thuật là việc tấn sành chỉ đạo của bài cấp, bài ngành, sự chăn cần xíu, nhất là trang lì dịch bệnh COVID phèn thân nắc na, hết hử việc khai óc bài của cái lập lai khó khăn. Mưa bạc hội nông dân tỉnh đã chỉ đạo bài cấp hội tấn sành hết bài việc cần xíu, trang tỷ, tài này tạt óc và hết lèo phong trào Pì Nọng cần dân, ly căn hết kiên hiếu, cáp căn sạt lọ, bang hưa căn, cáp sáu tặng có, kha bàn mỡ. Mặc cả mẹn ảnh hưởng chăn nắc na của đại dịch COVID, to sáu ngón tay khó của bài cấp bại ngành, nhất là bại tổ chức hội nông dân bại cấp trang tỉnh, hốc bươn hô pi song xiên nhiệ ếch, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, bại thình co chay cơ bản bao sinh để tăng diện tích, năng suất, sản lượng theo chúng kế hoạch tạt óc. Mưa chuyện chào công đại khảo xem hết đây, tổng phấu tu cố liền tăng lai pi 6 liền lại pi con. Cái này tổng phấu vai tăng tỉnh mi bác nâng linh song xiên lý lý tham tua, phấu mò bác nâng xếp xiên xam xếp ết tua, phấu mù song bác cầu xếp xiên xếp hà tua, phấu bất cái hơn xam phàn tua và sản lượng cùng pia cùng đạt bác nâng chất lếp nhì tấn. Tăng tỉnh chai mại đầy lý bác nhì lếp nhì hecta, mưa tình hình dịch trang trường trào cùng diễn áo phức tạp, dịch mô thay ra châu Phi số 7 tỷ vuông, trang địa bàn tỉnh, tứ hô bi thân này dịch lại xảy óc số chất lếp nhì hộ gia đình trường trào thuộc lý lếp bát bản của lếp huyện, hết hư hà bác nhì lếp xam tô mù bại thình, men tiêu hủy, 6 tổng trọng lượng lếp cầu xiên lý bác nhì lếp bóc cân. Dịch bình nưa phố ngò vài cùng xảy óc số thuần thầy lếp huyện thành phố 6 hốc bác chất lếp bét tua và men thai nhì lếp bét tua. Mặc cả nhạc lập lại khó khăn vì ảnh hưởng của bệnh đình dịch bệnh, tò hội viên nông dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tại này tham gia khảo bại chương trình dự án phát triển mưa hạ tầng kinh tế xã hội búng nông thôn do nhà nước đầu tư, 6 phương châm, nhà nước và nhân dân sẽ hết, chủ động tham gia khảo chương trình mục tiêu quốc gia tặng có kha bản mỡ, đô thị văn minh, ngoài trực vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất và tài trung mưa tiêu chí thu nhập, cải thiện tài sống. Cái này tỉnh cũng đang lý hết xong hồ sơ đề nghị chính phủ công nhận thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ tăng có kha bản mỡ. Tói và bài mòn khó khăn của nền kinh tế do tác động của dịch COVID, bài cấp hội tiếp tục củng cố tổ chức và khảo sát hết đây tuyên truyền vận động hội viên nông dân hết đây bài chương trình trọng tâm của tỉnh. Chấp hành đây bài bàn pháp phòng chống dịch bệnh bên em 6 việc khảo sát tấn sành sản xuất và triển khai hết đề nghị quyết đại hội đảng bại cấp mà trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh bay xếp cầu ron pang bại cấp hội tổ chức nghiên cứu ron tập quán triệt và tuyên truyền triển khai hết là đề nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc bay xếp sam của đảng hội nông dân tỉnh cùng khảo sim tính sang chỉ đạo bại cấp hội nông dân trang tăng tỉnh tổ chức hết đây việc chỉ đạo của trung ương của tỉnh trang công tác phòng chống dịch covid trang tình hình mới nhất là đợt dịch tài lý quán triệt hội viên hết xéo để yêu cầu của Bộ Y tế, khai báo y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trang công tác phòng chống dịch COVID, chủ động hết ở đây phương châm chống dịch, tổng ca chống sức và hết đây tặng lo mục tiêu gì tà lan dịch bệnh, gì phát triển kinh tế, vận động cán bộ hội viên tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID theo bài hình thức nhắn tin ủng hộ trên tan cán bộ công chức hội nông dân tỉnh ủng hộ đầy hơn 2 triệu mình. Tói và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết ba hưa căn, hết trầu và bệnh tài liệu sắc mắn táng, đại đại bại cấp hội phát triển quảng khóp 6 lai cách hết chăn cần diếu. Kết quả vận động đầy hơn clip nhì xiên song park clip hộ gia đình đăng ký, thực hiện sản xuất kinh doanh giỏi bại cấp. Trang tỷ cấp trung ương lý liếp hộ, cấp tỉnh song park lý liếp hộ gia đình, cấp huyện pet park clip nhì hộ gia đình, cấp cơ sở clip ết xiên ết park nhì clip lý hộ gia đình. Tổ chức lược giới thiệu hội viên nông dân tiêu biểu tham gia xe lược danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc Pi Song Xiên Nhiệ Ếch do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.
số bà tỷ phong trang tỉnh, hội nông dân cũng đã vận động hội viên tổng cóp chèn pon hờ diêm bấu ao tràn và pang hương ngân chèn hợp hộ gia đình mì hoàn cảnh khó khăn sẽ đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Quá tỷ đà mê lai tổ nhóm gây quỹ hoạt động số bài cơ sở mì hiệu quả. Nọc mà tứ hô pi thằng này bài cấp hội nông dân trang tăng tỉnh cùng vận động pang hừa bài hội viên mì hoàn cảnh khó khăn hơn hà xiên văn công lao động xe hết lườn số pang hừa chèn đè hơn lý bác triệu mừng và pang hừa bài thình co chay tua cố phần và lương kinh thực phẩm trị giá lo bác hấu đức cầu triệu. Quá tỷ đã mì bác nâng bài tiếp nhì hội viên thoát khói liều giác. Nhất là bài cấp hội tập trung tăng có phát triển bởi mô hình kinh tế mì hiệu quả và vận động son tăng. Ba hư hứa nông dân tham gia khảo phát triển bài hình thức kinh tế tập thể trang nông nghiệp. Hết theo nghị quyết tài liệu của Ban chấp hành Trung ương Hội khoa tài chất mưa Hội nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trang nông nghiệp nông thôn giai đoạn son xe nhiệt liếp son xe nhiệt liếp hạ. Hội nông dân tỉnh đã triển khai lý mô hình kinh tế tập thể tổ hợp tác 6 số chăn lý bác triệu minh tứ nguồn chăn pang hưa của Trung ương Hội và ngân sách của tỉnh trang tỷ mì bảy mô hình tông cà chay phát sơ liên kết theo chuỗi giá trị số thị trấn Nguyên Bình huyện Nguyên Bình dù chay con mang tây cung cấp hở thị trường nội địa phát triển liền mò sinh sản số xa Trương Lương huyện Hòa An chay có mắc ít dấu xa Đức Hồng huyện Trùng Khánh và liệng cái thương phẩm theo hướng an toàn sinh học. Bài mô hình phối nưa đã thu hút đại hàng bác hội viên tham gia. Trang quá trình thực hiện, hội viên nông dân đã tiếp cận 6 và quy trình khoa học kỹ thuật mở trang việc đàm chay trượng trào, đẩy phổ biến giới thiệu mưa thị trường khai sản phẩm và mòn cần xíu trang liên kết sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ xác định đại bệnh thình co chay tu cố liệng mì thế sàng sẽ đầu tư phát triển tăng nguồn thu nhập hư gia đình. Bám sát các bệnh chương trình trọng tâm mưa phát triển kinh tế giai đoạn từ Pi Song Xiên Nhĩ S Song Xiên Nhĩ Tiếp Hạ, Hội Nông dân huyện Nguyên Bình đã vận động hội viên nông dân tối mớ mưa hình thức đâm chay áp dụng khoa học kỹ thuật khảo trượng trào và tăng có bài mô hình sản xuất nông nghiệp sẽ phát huy đầy tiềm năng lợi thế của từng tỷ phuồng. Khuyến khích phát triển bệnh hình co chay, tông cà co ỏi, co mằn rong, co kín mát, co gian nam. Bên làm 6 việc tấn sàng duy trì bệnh hoạt động, bài làng nghề thủ công, trình biến nông sản. Ron pang vì nọng nông dân tiếp cận 6 nguồn lực pang hưa sản xuất. Chính vì bệnh, dấu địa bàn huyện, đà tài văn tài lai, gương sống nông dân điển hình tiên tiến, trang phát triển sản xuất kinh doanh. Hàng pi, mì múc thu nhập mắc hù lai. Đang phối là hội viên Hoàng Thị Lan rú bàn khuổi bó thị trấn Nguyên Bình, mì mô hình kinh tế, dịch vụ, nhà hàng ăn uống, cắp căn và liệng mô đâm. Mọi pi hứa thu nhập luân phiêng, tứ hạ bác thần chất bác triệu mừng. Ông Đinh Văn Ròng rú vũ ngược xã Minh Thành 6 mô hình trượng trào, chai mạnh mát và dịch vụ đà mới đạt hiệu quả kinh tế lung, thu nhập luân phiêng mọi pi hơn hạ bác triệu mừng. Bà Hoàng Thị Hạnh dấu xã Minh Tâm, 6 mô hình chai co kín mát, cắp căn và liệng thương mèn, liệng pè, liệng cái, liệng bếp, mọi pi thu nhập cộng đài quang sam bạc triệu mừng. Để thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau, xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững. Tối và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết bang hừa căn phát triển kinh tế và tài liệu giác mắn táng. Thời gian tối nà mưa bang hội tiếp tục vận động khuyến khích bởi mô hình điển hình tiên tiến xe khai quang thương mại địa bàn cơ sở. Trang tỷ tập trung khởi việc tăng có bởi mô hình đâm chay nông nghiệp cắp liền 6 bệnh thình co chay mì tiềm năng lợi thế của tỷ phuồng, tông cà co kiến mát, co gian nam, co công nghiệp và triệng trào, trao nguồn lực hứa bệnh gia đình hội viên đầu tư trình biến và khai sản phẩm. Thực hiện để cho hội viên nông dân thực hiện các mô hình thì gần 10 tỷ đồng. Tối và chương trình mục tiêu quốc gia tăng có kha bản mở đô thị văn minh và ngôi trực môi trường, bài cấp hội trang tăng tỉnh, khảo thêm tuyên truyền vận động hội viên, nông dân, hết đây bài tiêu chí sang đàn, khảo thêm thân tiêu chí thu nhập, xe tỷ, huy động hội viên nông dân góp công sàng chèn cúa, bang hư tâm tỷ sẽ tăng có kha bản mở, giáo việc tham gia chướng tròi, bài kha tăng khảo bản, hết tăng giao thông, nội đồng và trái bê tông tăng giao thông nông thôn. Chứng tròi bài tháng mừng tái nằm, hết lượng văn hóa cộng đồng.
Từ hô bì thằng này, bài cấp hội nông dân đã vận động hết mớ chứng tròi kiên cố hóa để bác nâng hạ liếp lý cái thiên tàng giao thông, hốc liếp hạ cái thiên tàng mương tái nằm, liếp hốc ăn cấu, toàn cóp đầy xe nâng lo bác liếp nhì triệu mình, bác hưa đầy hơn nhì liếp hạ xiên mét vuông tâm tỷ, hết bệ công trình phúc lợi và truyền làng cọc ốc quay lườn rú. Đà hết đầy liếp bét lo, xe chứ nhằm nhác. Vận động Hà Thiếp Nhi xin Long Park Hà Thiếp hộ nông dân cam kết sản xuất kinh doanh bảo dịch an toàn vệ sinh thực phẩm Long Park bị nọng nông dân hết đầy bởi phấn việc cần leo hết trang việc tăng có khá bàn mới tầng ca chướng tròi lươn rú ngồi trực môi trường nông thôn và xử lý nhằm nhác xây dựng gia đình văn hóa tối mới và tài thông hiệu quả bài hoạt động tư vấn và hứa dịch vụ đào tạo nghề hướng nông dân phát triển sản xuất kinh doanh và truyền làng cọc ó quây lườn rú hết lườn tiêu hạt vệ sinh tối mới tại không hở đây bài hoạt động tư vấn dịch vụ tại nghề hở nông dân phát triển sản xuất kinh doanh tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật ao bãi thình phần mới khẩu đam chay cắp căn và ngân hàng chính sách xã hội ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tín chấp hứ hội viên Jim Chanpon xe đầu tư trang sản xuất vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân và hỗ trợ nông dân bị hoàn cảnh khó khăn ổn định tại lòng vươn khẩn. Xe phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp tăng có các bản mới số địa bàn tỉnh, bạn sàng việc tăng cường vai trò của tổ chức hội nông dân bảy cấp, huy động đầy nguồn lực, xe bang hứa phát triển sản xuất, tổ chức liên kết hết leo chuỗi giá trị, xa tiệc hai sản phẩm hư hàng nông sản. Bài cấp hội cùng cần khảo sim đào tạo nghề hở nông dân, khảo sim thăng việc cung ứng vật tư thiết bị nông nghiệp, bang hứa hội viên nông dân tiếp cận sáng và tiến bộ khoa học công nghệ, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, cấp căn và chính quyền bài cấp bang hứa bị nọng nông dân. Mì đầy bài chỉ dẫn địa lý, bài nhãn hiệu thương hiệu nông sản và sản phẩm mòi xà mì thình hàng nâng, bang hứa nông dân khởi nghiệp, tổ chức. Tập trung hết đầy đề án tài tham của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, một việc tài lung vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc bang hơn nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn tứ pi long xiên nhị liếp thân pi long xiên nhị liếp hạ. Tổ chức tuyên truyền của bộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sẽ bang hư bị nọng nông dân khởi nghiệp. Ưu tiên bang hư mới chèn bòn, quỹ hỗ trợ nông dân, cáp căn và bộ tổ chức tín dụng hết đầy vai trò ủy thác tín chấp, trả điều kiện hợp bệ hội viên đầy xin chen bòn xe phát triển kinh tế. Khảo sim tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trang sản xuất và tổ chức bệ mô hình điểm hết hở đầy khai quang phát triển rú thuần thái bài cơ sở trang tăng tính. Bị nòng Trường Điếp, số huyện Bảo Lâm, Mì Lai Xạ, Mì Tà Cùi, Lây Quá. Hay cả phân nòng là bị nòng lập khó khăn trang lì bay tèo, bài nòng học sinh lèo nghỉ son. Bằng sàng tì, nhằng Mì Lai Mòn bấu đây sàng han đầy tói và bị nòng. Vì bệnh, Mì đầy ăn cấu dân sinh bay tèo là một ngờ sưởng của bị nòng cần dân. Trong mẹ lục chế Hầu Thị Mị đang lý cảm bay xèo kha khuổi thuộc bản xác ngà xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, xe bay sự bài cú kinh. Lục nhìn cúa chế Mị hàng vần bay quá này xe thân trường lon. Và bố phân là lan táng bay, nhằng lì phạ phân nằm thuộm hay cả bố Mị bá mé sống bay là lan mèn nghỉ lon. Mẹc bên này... Bấu mì cần cài bằng sàng là chăn miến méo hử bài nọng sấy thì lèo nhuộc quá kha khuổi này. Nằm nòng thùm khẩn, lai mòn bấu đây tói và cần dân vận hàng vằn bay tèo quá kha khuổi này là chăn lai bằng kha khuổi tỉ là phấn nâng của bản sắc ngà. Mì sở lam liếp mùng lườn và bài lườn bằng sàng cùng bay quá kha khuổi này. Bầu ao bài của cái chai đầy óc háng khe khai, nọng sấy bay son, cần bên khẩy bay bệnh viện. Thuần thầy lèo nhuộc quá kha khuổi này, đà mì bày vì cần việc, bị nòng cần dân lèo ao xe máy quá khuổi, đà mèn nặm nòng loạt xe bay máu hủ quê. Năm nấy thì phân cái lè khỏi sống lục bay son sư, phân cái lai lè bấu sống đáy, bày cần chung xe xuống này đà mèn lây khẩu tỷ bay.
cần dân số xã Thạch Lâm ái thuần là sông số rong bằng khuấy vì bền bỉ nòng bay tèo hết lấy nà bay lục lan bay son lư cùng lèo quá kha khuấy này vì bền xì phân nòng tại sông của bỉ nòng số này mèn phèn thân học sinh bấu bay son lư đầy bỉ nòng thân vằn khảo màu dù bài co chay cùng lèo ngọn số vì bấu thò tháp quá khuấy đáy. Này là ảnh học sinh quá khuổi xì bay son lư mà. Và bài nòng tan mì cần xài sám pi bay lèo, sang mì cần ké vì bệnh này là mòn miến méo. Thuần xà Thạch Lâm mì thân chất tì chăn cần đầy bang hưa hết cấu sân sinh, trang bài cuộc tiếp xúc cử tri bị nòng sườn lì phối khẩn mòn này. Xà Thạch Lâm mì chết tì cần mì ăn cấu dân sinh, xem mùa phà phân nòng, bày nòng bay son lư và cần ké bay tèo đầy khuây ngài hơn. Cùng bên cả xà Thạch Lâm, xà Vĩnh Quang mì kha khuổi máu hồ lì vì bên cần dân cùng lập khó khăn trang việc chuyển bay lì phân nòng. Nhằng này lại ăn cấu bằng mày cái quá bản nà luông, mì quảng hơn sam xếp mùng sườn bay tèo quá này. Ăn cấu này bị nòng táng hết, tan bay tèo, đầy xì bấu mì nằm thuộm. Hay cả phả nòng nằm thuộm sung ăn cấu cùng mèn lây bay. Vì bệnh hàng pi bị nòng cần dân trang bản, sườn xì băng hưa căn bác mày hết cấu, lăng mọi xì phân nòng bay quá. Lại trôi đi thì lại vận động nhân dân ăn cấu này mọi pi bong khói tán hết tiếp. Mọi khi mì nằm thuộm mà lè tèo loạt bay tèo vận động bị nòng trang bản tèo hết mỡ mọi pi phả nòng lè học sinh bay tèo chân khó khăn học sinh lèo bố bay son đáy lì từ nằm lồng trắng bay son đáy cần dân số này sưởng nhà nước hết cấu khe bay tèo khuây ngài hơn. Số huyện Bảo Lâm, Nhãng Lai Tỷ cần đại đầu tư tăng có bài ăn cấu dân sinh mà bong khói sang tiềm đại thuần sổ liệu của tăng huyện. Tan tỉnh song xã Thạch Lâm và Vĩnh Quang đã mì tình xếp tỷ. Số xã Vĩnh Quang khuấy chăn lì vì bên cần dân số song bằng khuấy máu hù lai. Lì phạt nòng mà học sinh bấu bay son đáy, bì nòng cần dân cùng bấu bay tèo đáy. Bay háng cùng bấu bay đáy, bày bàn, bàn cài, nà ngà, bàn miều, mọi bàn nội nhất mì tứ long thân sam tỷ cần mì ăn cấu sân sinh, cần hết cấu xe bì nòng bay tèo, xa chăn sưởng đầu tư hử cần dân mì ăn cấu bay tèo khuây ngài. Điện tèm sùng trường son tàng bay tèo, trạm y tế lè mòn cần xíu lê hết kinh số mọi tỷ phương, nhất lè bài tiêu chí tặng có kha bàn mớ. Tò số bài tỷ phương sụ Bảo Lâm, nhằng lai bài bản cần dân, nhằng lai khó khăn, khảm quá bài kha khuấy, lèo khó xe tối biến bài tời lòng của cần dân. Vì bệnh, việc đầu tư bài ăn cấu dân sinh bằng lai tàng đầy nhà nước bang hưa xã hội hóa, lì này lè chân cần xíu. Vì mì đầy bài ăn cấu này sẽ bang hư bì nọng cần dân bay tèo khuây ngại hơn, nhất là bài nọng sấy sẽ bấu lèo nghỉ son thì phạm phân nòng mà thân. Bì nọng sương điếp, cần tài nùng số cao bằng bòn mì mòn táp tời chăn đầy bòi, cần tài nùng đà trào óc bài giá trị văn hóa trang tỷ, mì nghề tắm thúc. Phải là ly, này là nghề đà mì tứ hăng tời, bấu tan cần xíu phục vụ mòn sưởng của tua cần, mà nhàng cả khẩn bòn sắc chăn táng của dân tộc, sáu mòn sắc săn của cần mè nhìn tài nùng, cáng quá lai pi bươn, nghề tắm thúc phải là ly đà bấu nhàng mì lai, bền bửa đú, tò số lai bản còn, nhàng mì bại bản sắc phải là ly vần sườn xì đầy sực xe. Bữa bày cần từ bay ao pua cùng lèo mì sữa đâm
thư bay hờ pua trắng đầy và thư lèo kỳ sục cuộn phải sai sáu lai phải lai ri xuân mi lục nhìn lè lèo táng tắm thúc thuận. Bữa bay liếp chết liếp bét bi lè bà tập hết nhì liếp bi lè chắc hết văn pang hưa bá mé hết việc cầm mà tèm đén lè nằng tắm thúc sang mì điện tèm sùng bên cà này. Cao Bằng lẻ tỉnh mì lai dân tộc nội cần xài sinh sống và trang tờ sống của mọi dân tộc cùng mì bài bòn sắc táng căn. Phải lai si lẻ bòn sắc của cần tay nùng. Số bản riền xã Hương Đạo huyện Bảo Lạc si thân bài ăn sườn số của cần tay nùng bốn này. Hăn đầy bài tiếng phải lai si, xe già tu, hết sứt, hết nà phà. Bày sắc màu sùng khẩn tình biến phải kheo sụ đâm, thuần thầy bày mòn tỷ lè sùng phải lai si. Cùng sụ cả bài dân tộc đai số bốn sung này, cần tay nông tử bừa bày táng tắm, thúc phải lai si, xe hết tình dùng trang sườn, và hết bền sửa khóa xe nùng. Nọc phải chàm bừa bày xe sùng hết bày khường sửa khóa sắc chàm quén luộc. Lè phải lè si cùng lè thình bấu xèo đầy. Vì táng căn mưa búng miền, số bạc đông của Cao Bằng sòng nầy lè phải ban. Nhằng số bạc tây cần tài nùng số nầy sòng cả phải nà lai. Số phải lai giấy, lè phải dùng xe hết ỏm hư lục en. Mai cả sáu tên sòng bèn sử lè phải lai si vận mì mòn cần xíu trang tài sòng của cần tài nùng. Này là thình phải tắm thúc ngài nhất. Lai si đại chào bèn bằng tàng hết khen sai, say sáu tên mừ của cần hết, chào óc biến phải lai si đầy sướng lần căn. Tứ bờ bay trang sườn mì lục nhìn, tứ liếp nhì liếp lam pi, đà đại bại ké bại mé, tay tắm thúc phải lai si. Thân cài khừng mì cần thân sam lè đà táng chắc tắm thúc bài quần phải xe hết của hư lầu. Phải tắm thúc thư xèo mà sườn khơi bấu tan cả khừng mòn hôn hỉ mà nhằng hết tha nả hư sườn mè nhìn. Vì bệnh phải tắm thúc lèo đây, đánh khâu biến phải bầu han đầy cần mè nhìn tỉ chăn chắc hết đây sướng tài nài xù bấu chắc. Anh hỏi xong bắt đầu làm. Cái này thì kinh háp cả vằn xong lè lâu hết bày cuộn bên này lè xì xíp mét này lè hết vằn nâng nhằng biến này lè hết khó hơn mèn xong thân sam vằn trắng đầy lâu hết đầy lai lè hừ lai đầy nòi lè hừ nòi nòi lè nhì xíp cuộn lai lè sam xíp cuộn phải béo ao hừ lục nhìn bay hết lướt bừa bay xíp chết xíp bét bi bà lè tập hết, nhì xíp bi lè chắc hết. Văn lè băng tròi bá mé hết việc, cầm mà lè nằng tắm thuốc phải, xong mì điện tèm sùng bên cả này. Khả năng mình làm được bằng nào cho bằng đấy. Phải là si đầy dùng tứ co bông đầy pì nọng cần sân táng chay, lang tỉ xẻ bền theo xe tắm thuốc. Tứ bày theo bông tắm thuốc bền biếng phải si và na táng căn. Phải na hơn vần sọng lè phải nhãng, sườn xì nhộm màu đăm tàng khao xe hết lứt, nà phà, liềm tu, màn già nà thán. Phải bang và ón lè phải lai giấy, xe hết ỏm hờ bài lục en. Thình phải lai xi đai đẩy hết tứ co mọn, phải lai xi tứ theo mọn. Lè nòi vì thình nấy tan hăn xú, trang bài xuân chào mì. Bừa bay táng chay mọn, liền mọn và xẻ bền bày theo phải ón, sáu bài sơn chầu, mì bền này, xì lục nhìn bay ao pua, sơn xì mì đo lý cường, tứ, phà, sứt, ỏm, liềm tu. Có tỷ cần tay tắm thúc bài thình xe hết của xì bay ao pua,
hờ lục nhình, le cháo thình, tối thình và le sùng trang tời lồng hàng văn của trang lườn, trang văn hóa tời lồng, sù ca sửa khóa, pha lứt, liềm tu, đa tiện lục en, thông tái, hái phải. Bày thình này cáp lặt và bầu tứ bừa ngắm linh óc thân lì mưa phạ. Mai cà, lè thình phải bẫu bèn quỷ to cùng tòi lèo cần tắm thúc, lèo mì tin mừ hiếu trắng hết óc đầy biến phải đây đứa. Tắm thúc phải này là khó lắm, tan cần tàng mây nâng bấu chúng lè bấu hết ấy. Khó lai này bấu mì cùng đầy, bừa bay tới ké bay hết lùa đầy nội phải. May sửa cùng mèn đây, hay cả bấu mì là hâu cả bấu bình. Mẹ này bấu chắc hết, vì bình lè tài nải, gì son gì hết. Này này trang tài sồng tối mỡ, bài thình xe tám thúc bài đà phán bay, nhằng nòi cần sực xe, lè bài hen tám thúc kéo kẹt trang cần của bài lục lao cùng bấu nhàng bình bừa con. Phong tục chuẩn bị bài lai sấy, vần đầy bài ké bài mé sực xe, hờ lục nhìn con xì bay mưa sườn pua, tò tài sồng tối mỡ. Bày cần lục sao này đã bố nhằng nát niều tỏi và nghề tắm thúc bày lại ri. Ái thuần bày sám pi ón, lục sấy của đồng bào tài nùng, bấy chắc sọ đầy mòn bèn quỷ táp tời của nghề tắm thúc bày. Vì bình ái thuần bấu chắc và bấu ít xim thân nghề tắm thúc bày, sổ cần xèo son và hết bày bấu lai. Khỏi hết le ao hừ lục nhìn, lục lừ bay ao pua, lè ao bay hết lứt. Lục nhìn này bấu chắc hết, sám ón này này bấu chắc hết, cùng bấu hết, tan bay hết thuê, lâu hết nhằng bấu mì xì giờ mà le son hết. Sám ón này này mì sụ bấu mì tăng bấu chắc, thân vằn bay ao khơi, mé ao phải hừ. Khỏi cùng tài nài ao phải hừ lục, bấu đầy lai cùng đầy nòi. Này là bản sắc dân tộc lầu, bấu xẻo đầy, bày phải bên này. Yêu cái bản sắc dân tộc mình thì không thể thiếu những vài thế này được. Mòn bay khẩn của tài lồng tối mỡ, nghề che bông tắm thúc bài của cần tài nùng đà mèn tà bay. Pì nồng cần dân ái thuần lè sự phải công nghiệp mà dùng. Mặc bệnh số bài bàn còn của huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, việc dùng phải là ly và nghề hết phải vẫn đầy ít lim sực le. Mài cả đà bấu nhàng lai tỏ vần lè mòn đằng hôn hỉ. Việc rực le và hết le, bây khẩn nghề tắm thúc phải táp tời chính là rực le tàng văn hóa tời ké của cần tày, cần nồng, sổ búng tông, Cao Bằng. Pì nòng Sương Điếp, chương trình tiếng tài nùng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng thân này lè lẹo. Sương Điếp, chào Pì nòng.